ba trẻ con trăng lắm. Mình đỡ cháu chú mình bán hai bên nè. Không nó đi. Dạ. Mà nhìn kỹ cũng giống lá mai đúng không bộ? À, cứ một bộ giờ bán hàng triệu, bộ bán hàng triệu. Nhìn kỹ giống lá mai chứ bộ. Hồng lá mai. Ơi. Anh coi như coi chừng cái này cũng gọi là hoa mai trang gì nè. Cái đó là bông trang học sẵn rồi. Coi chừng này trên mạng gọi là hoa mai trang nè. Ở cái này riêng được buổi nè. Cô ba cưng của Ngọc. Được không? Trắng ờ. Để cho em chạy đi cho nó dễ nè, đừng cho đừng bị dằn. Dằn em dằn. Em dằn quá à. Ủa chú ấy mấy cái khuôn này làm gì? Ừ? Mấy khuôn này làm gì? Cái trình độ là mà kè chứ đó mà đều làm từ từ chưa làm. À làm bờ kè. Chỉnh cho vuông mà chỉnh cái sẹo vậy hả? À. Chỉnh mấy sẹo rồi kìa chú ơi. Dạ. Tính làm quen chú không nhận bà con rồi kìa, tính ông bớt mà không bớt. Ông nhận ra bà con rồi kìa. Dạ. Nhận rồi. Ông nói để mắt hơn. Bà con nào bắn mắt không đấy. Anh, chú không cấm lại thêm rồi kìa. Ông dặn cấm cái đó rồi kìa. Còn cái bông Pháp này ông bự. Đã không? Đi sáng sớm để tối. Ồ, bông Pháp này đã gì? Cái này là dạng hương đột xanh. Hương đột xanh của ông cũng lên màu đẹp quá nè. Nhìn ra bà con mà. Nó là hải đu quay, cái đó là cái giống của mình đó. Hay là đu quay cam. Đu quay cam nè, cái loại mà mình nè, năm cánh nè. Loại mình lấy đó phải không? Ừ. Mình xin trong cái hàng rào của chú kia. Xin giống á nè, năm cánh nè. Năm cánh gần cạnh luôn nè anh. Màu xanh, bây giờ nó dần hồi. Hiếm cái là sẽ có 6 cánh. Màu vàng với màu hồi nó đỏ hơn. Cái này vàng hương đọc xanh. Hôm trước là vàng hương đọc xanh. Bụi nó cả chịu quả. Ủa hổng nó cũng hỏi là nếu mà thiếu nhựa. Ở trong đó thằng đó nó mới ghé hai rồi bữa nay nó cầm trồn. Cái màu này nè, đó cái trong đó. Tại vì cũng lúc trước cũng tỉnh lắm mà giờ nó phát hiện ra vàng hương đỏ đẹp hơn. Cái màu đi vàng với màu hương nó rõ hơn, rõ rệt hơn. Trời lên hình đẹp lắm cô ơi. Con mê quay phim lắm. Gặp bông con quay gì đó. Con quay con đưa lên YouTube á. Cô lên YouTube cô coi là cô thấy bông không. Cô gõ tên. Cô gõ tên con Tha Kiển Kim Trang. Là cô thấy à. Chút xíu nữa là cái này lên hình. Đẹp chưa? Ở này là ông chủ vườn nha mấy bạn. Thấy, có mua chú là sáng giờ đi nhậu mười mấy chai bia đó mà giờ còn trồng hồ nữa. Mấy bạn có mua bông mai thì kiếm chú nha. Lại đây chú bán rẻ cho. Chú bán rẻ. Bán mà ba bụi tính tặng hai bụi tính tiền ba bụi.
Gì lớn? 3 buổi mà, tăng 2 buổi tính tiền 3 buổi. Bây giờ có mua được bộ nào không, chỉ đây là chú ra giá cái cục liền 1 cái tay luôn. Nói cho tối rồi chú ơi. Rửa đi, giờ 2 triệu. Trời ơi. Cái lá này đẹp nè. Cái cá 2 bộ mà 2 triệu á. Rồi nghe chú nói con xạo quá, con phóng lên xe gì à. Là vậy chứ gà tháng nữa lại là 2 triệu không bán nha. Tháng nữa là 2 triệu không bán nha. Rồi cô chú con về luôn ạ. Ở gì chụp hình á, chụp hình chắc đi, chụp hình nha. Tài.